một người ngày xưa anh đã màu hoa kỷ niệm tuy chưa tàn cuộc tâm tư vẫn dạt năm xưa lối này vẫn thường nhiều em hàng cây năm trước còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ ngày xa xưa năm ấy vì anh lỗi hẹn cho em hơn rồi cho mi em rồi kính chào các bác, em đang quay cho các bác một cặp loa rất là hay nhé, cặp rất hay và lưu ý luôn là em hướng nhìn các bác nhìn nhé, em đang test bằng PN 7600 công suất có 120W thôi. Đấy. Thì một cặp loa hay như thế này rất là hay luôn, chỉ có điều là gì ạ, cái thương hiệu nhiều anh em, đặc biệt là anh em mới chơi không biết. Đấy, chứ không phải là không nổi tiếng nhé, chứ không phải là cái hãng này nó thế này thế kia nhé, mà hãng này nó rất là nổi, mà đây là một hãng của Canada. Đấy, vừa rồi em có quay cho các bác xem cái căng, em quay lại cho các bác xem nhé. Đây là cặp PSP. Đấy, những anh em nào mà mới bắt đầu chơi đồ audio ấy, thì thường sẽ tìm đến cái gì ạ, Pioneer. Đấy, hoặc là Onkyo hoặc là Diatone. Chưa đọc PSP thì gần như anh em không biết. Còn nếu mà nói đến những cái mà loa mà ở phía gọi là châu Mỹ. Châu Mỹ thì chủ yếu là có ba nước là nổi thôi. Một là Mỹ đương nhiên rồi. Cái thứ hai là cái nước láng giềng là gì ạ? Là Canada. Là em này ở Canada. Và thêm một cái nữa cũng một nước châu Mỹ. Đấy là Mexico. Thực ra Mexico về cái công nghệ của nó thì nó không ngon. Tuy nhiên thì nó lại có một cái lợi thế là gì ạ? Nó là một cái nước ở châu Mỹ và nó rất là gần với Mỹ. Thì cơ bản là về cái địa lý cho nên là những cái hãng của Mỹ trước đây người ta đặt xưởng rất là nhiều tại Mexico để tận dụng cái nguồn nguyên liệu, tận dụng cái nguồn nhân công giá rẻ. Do đó trên cái gọi là bản đồ âm thanh thì nó mới có gọi là Made in Mexico, đặc biệt là Bose nha các bạn nhé, nhiều vô cùng luôn, thì cũng được hưởng lây. Đấy. Đây là một cặp dòng Canada rất là xịn sò. Nếu mà về Canada thì loa Canada thì hai cái hãng mà anh em chơi khoảng 1-2 năm anh em sẽ biết là nó rất hay. Một là dòng Paradin. Paradin kia. Em có cặp Paradin Bookshell kia. Hai là dòng PSP. Đọc như kiểu PSP Enoven của Hà Lan ấy. Nhưng đây là PSP nhé. PSP. Đó. Đây là một cặp loa dòng Alpha T. Tức là model của nó là Alpha T. Nó có nhiều đời Alpha T, Alpha S, Alpha D, nhưng đây là Alpha T. Đây là dáng cây cột, nó cao khoảng 90cm với cái thiết kế 3 đường tiếng. Em này thì nó là một em thuộc châu Mỹ và châu Mỹ thì thường người ta rất là chú trọng đến cái dài trầm. Tuy nhiên cái dòng Alpha T thì nó hướng đến cả những cái dài trung âm và dài cao. Bằng cái gì ạ? Bằng cái thể hiện là gì? Cái cấu hình của loa thì người ta sử dụng một driver bass 16 kết hợp với cả một trung trầm cũng 16 luôn, tức là rất là lớn và tép ở giữa. Đấy. Một cái dòng bass nhỏ thì anh em hay quan tâm đầu tiên, anh em mới chơi là anh em sẽ hỏi bass bao nhiêu, nhưng anh em không bao giờ để ý đến là cái tần số nó xuống sâu đến bao nhiêu ở cái giải bass, trung âm nó như thế nào và tép nó lên như nào. Đấy. Thường anh em sẽ đổ vào bô. Và đương nhiên là với tiêu chí phục vụ các bác thì bô em rất nhiều. Nó là cái hàng gọi là hàng quay vòng đều đều. Đấy, ngoài ra thì em sẽ đưa về những cái cặp loa mà như thế này, dạng như thế này. Với cái kinh nghiệm thì đây là một cặp loa rất chất.
À, tuy nhiên thì với cái chi phí anh em bỏ ra thì nó quá hợp lý, bởi vì nó không bị đội giá. Những cái hàng mà các bác biết rồi, những cái hàng second hand này mà anh em mà để ý thì nó rất là cứ đủ để ý rồi rủ nhau mua như Bô thì giá nó lên rất là cao. Đây, đơn cử luôn như cái đôi Bô 4.2 C2 kia bây giờ nó 16,5 triệu mà vẫn có anh em mua. Mà đương nhiên là có người mua thì bắt buộc là những cái shop audio bọn em vẫn phải nhập để bán, tại vì để phục vụ các bạn. Đó, đây nhá, cặp này 4.2 C2, 16,5 triệu. Đó, trong khi một cặp cực kỳ chất như này nó có giá có 6,8 triệu thôi. Em buôn cặp này từ thời năm 2000, đầu những năm 2000 em đã qua những cặp này rồi. Nó giá thì gần như là nó chỉ nhích nhích so với, tức là nó cái đồng tiền nó mất giá thôi, chứ nó không kiểu lên như Bô kia. Đấy. Quay một vòng cho các bác xem nhé. Biểu tượng của Canada là hình chiếc lá. Tự nhiên em lại quên mất cái lá của lá cây gì. Đặc trưng của Canada, nếu mà anh em nào sống ở Canada sẽ biết là lá này là gì nhỉ? Tự nhiên quên tên rồi. Các bác nào nhớ thì lại comment cho em nhé. Đó. Alpha T nhé các bác nhé. Đây là một cặp rất hay luôn. Lỗ thở đằng sau này sâu khoảng trên dưới 30 đấy. Vân gỗ vàng rất đẹp, gân zin và cái loa thiết kế rất là đẹp luôn. Đấy. Chốt lại là gì ạ? Chốt lại là với cái thiết kế này, với cái bề ngang nó chưa đến 20cm này, thì anh em nhà mà bề ngang hẹp hoặc những cái nhà chung cư, các bác muốn tiếng bát nó gọn gàng hay mà không có chỗ để, không có chỗ kê, thì các bác nghiên cứu giúp em cặp này. Đấy. Thông tin thì chết, các bác điện giúp số này giúp em nhé. Đấy. Nếu các bác mua loa hoặc mua âm ly gì thì cứ tư vấn alo, bên em sẽ tư vấn cho các bác. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.